Thưa quý vị và các bạn, Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm để tổ chức biểu Sư đoàn Bộ binh Thời Bình biên chế hỏa lực mạnh. Biểu tổ chức biên chế mới có nhiều thay đổi cả về tổ chức lực lượng, vũ khí trang bị. Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong đó việc huấn luyện theo giáo án mới là một trong những nội dung quan trọng. Để giáo án huấn luyện mới phù hợp theo tổ chức biên chế mới, đồng thời bảo đảm chất lượng, khâu thông qua giáo án phải được tiến hành chặt chẽ. Giáo án huấn luyện mới của sư đoàn là sự kết hợp giữa những bài học kinh nghiệm chiến đấu và thành tựu khoa học công nghệ quân sự hiện đại, nhất là thành tựu liên quan đến các loại vũ khí trang bị mới đơn vị được biên chế. Đơn vị chúng tôi mới được biên chế vũ khí mới, đó là pháo tự hành Su 122mm. Thì bước đầu tiếp cận với vũ khí trang bị mới, thì đơn vị chúng tôi và ngay cả bản thân tôi cũng gặp một chút khó khăn và đôi chút là bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự được quan tâm các cấp, được tập huấn qua nhiều lần, tìm hiểu về pháo tự hành Su 122, thì chúng tôi đã khắc phục được những khó khăn và bước đầu đã huấn luyện cho bộ đội tập trung vào những nội dung chuyên sâu, thiết thực, cơ bản nhất. Một kinh nghiệm nữa là sư đoàn thực hiện tốt phương châm 3 thực chất, 3 dứt điểm, 3 mẫu mực, vận dụng sáng tạo linh hoạt hiệu quả 5 chủ động trong tiến hành công tác tư tưởng và trên phải làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, gắn chặt xây dựng con người với xây dựng tổ chức và ngược lại, lấy thành tích của tập thể làm tiêu chí đánh giá thành tích của cá nhân. Qua đây, để cán bộ chiến sĩ của đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình làm điểm tổ chức biên chế sư đoàn bộ binh Thời Bình được biên chế hỏa lực mạnh. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới, một là công tác chuẩn bị thao trường phải đầy đủ, chu đáo, công tác chuẩn bị huấn luyện phải toàn diện. Thứ hai là cán bộ là phải làm chủ được vũ khí trang bị, phương tiện mới. Quá trình huấn luyện là phải truyền đạt cho bộ đội nắm được về vũ khí trang bị mới một cách toàn diện, đầy đủ. Quá trình huấn luyện là các cái chiến sĩ pháo thủ là phải thành thạo được các cái số. Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn xác định mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo công tác huấn luyện, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, sát đặc điểm tình hình và từng đối tượng huấn luyện với những biện pháp cụ thể. Đồng thời duy trì nền nếp chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ với đa dạng hình thức, biện pháp tiến hành. Thường xuyên tổ chức tốt các hội thi, hội thao với hàng trăm lượt cán bộ tham gia. Qua đó, năng lực, trình độ huấn luyện và phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên. Xác định rõ vai trò đội ngũ cán bộ trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sư đoàn chỉ đạo tổ chức tập huấn hệ đội ngũ cán bộ hàng năm hiệu quả, từ tiểu đội trưởng đến chỉ huy và cơ quan sư đoàn đều phải tham gia tập huấn. Ngoài việc tập huấn chung, các đội chung của binh chủng hợp thanh, các binh chủng ngành đều phải xác định tập huấn riêng cho từng đội trưởng. Thông qua tập huấn, trình độ huấn luyện, trình độ và tổ chức phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Đến thời điểm này, Sư đoàn 10 đã cơ bản hoàn tất việc điều chỉnh bổ sung các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phương pháp huấn luyện phù hợp với tổ chức biên chế mới, từ đó tạo dựng cho cán bộ chiến sĩ của sư đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ chiến thuật tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng đảng bộ sư đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.